Xin chào các bạn, cuốn phim trở lại rồi đây. Đã quá lâu rồi đám bạn chưa có dịp đi cắm trại, cho đến một ngày đẹp trời đám bạn có một chuyến vi vu, khi qua một con đường vắng vẻ, hoang vu, hẻo lánh. Lúc này xe bị thủng lốp giữa đường lúc chưa nắng, do thời tiết nắng nóng, bạn nữ tóc ngắn cảm thấy choáng váng, mọi người lại hỏi han, cặp đôi này đang vui vẻ, cô đang nhắn tin cho ai đó. Mọi người mỗi người mỗi hướng, người vào xe tránh nắng, người lấy điện thoại, lúc này đám bạn chụp lại khoảnh khắc đẹp này. Bọn con trai thong dong vừa trò chuyện vừa chuẩn bị đồ nghề, mỗi người mỗi tay người yêu cô gái tóc vàng vào xe lấy lốp sơ cua. Cô gái tóc vàng đang miệt mài nhắn tin, đăng hình lúc nãy lên mạng xã hội có nội dung là chúng tôi sẽ sớm trở lại trên đường. Thực sự thì mọi người đều rất tuyệt và tất cả đều mang lại. Cô ra một đoạn dò tín hiệu định vị xem khu vực này có nhà ở hay khu sửa xe nào không. Bất ngờ cô nhìn xuống thấy một khung hình không có di ảnh và bó hoa khô héo. Cô vội đi không quên ngoảnh sau, anh bạn da đen đảm đang cố cạy lốp xe, cạy mãi không ra. Cậu vội ra đó một đoạn vừa đi vừa ngoảnh lại xem bạn nữ nào mò theo không. Chắc cậu bận tẻ quá đó mà. Cậu bạn tóc dài có vẻ là dân xe cộ nên thao tác cậu làm rất chuyên nghiệp. Cặp đôi này rảnh rỗi ôm nhau, cố lên cậu nhanh còn đi chứ mỏi mệt lắm rồi. Sau đó cặp đôi vào tránh nắng sau chiếc xe cùng hai cô bạn. Mọi người rất thích thú với chuyến đi này. Cậu bạn da đen lúc này đang xả lũ với vẻ mặt rất thung thướng. Ôi đã quá, nín nãy giờ, tâm điểm chính đang hướng về cậu sửa xe. Vậy là sắp lên đường rồi, chiếc lốp hỏng đã được lấy ra, thay lốp mới thôi nào. Do bất cẩn chiếc lốp hỏng lăn xuống dọc con đường, cậu này thấy vậy chạy theo chiếc lốp. Cô bạn tóc dài tiến lại xem cậu bạn đã thay xong chưa. Cô định nói điều gì đó, chưa kịp mở miệng hỏi, một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra. Cô vẫn không hiểu chuyện gì, đầu cậu bạn ánh nắng xuyên qua não, máu me be bét, máu nhuộm chiếc áo phông. Cô bạn thất thần như kẻ mất hồn, cô gào thét lên, chưa kịp báo cho bọn bạn. Trong hoàn cảnh này cô gục xuống, nhưng không, máu từ đâu ra chảy xuống tay cô. Tay cô run rẩy đưa lên nhìn, cậu người yêu cảm thấy có chuyện bất thường. Lốp lắp gì giờ này nữa, cậu từ từ tiến lại. Cùng lúc đó hai cô bạn cùng kịp đến, không hiểu sao đạo diễn làm như vậy. Hai cô bạn chỉ biết nhìn cho có, tay cô run rẩy đưa lên, cứu, cứu mình với. Không hiểu sao ba đứa bạn đứng thất thần như đóng băng, làm ơn, cứu, cứu mình với. Lúc này, bùm, máu từ mắt cô phun trào và gục ngã, cả ba đứa bạn chỉ biết hắc miệng, chứ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra trước mắt. Lúc này cô tóc đen hô toáng lên, có tiếng súng chạy đi. Cậu người yêu cố chạy nhưng đã dính đạn sau vai, cậu ta gục xuống tay ôm vai, kêu la thất thanh. Cảnh tượng làm hai cô bạn sợ hãi, cậu da đen vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe tiếng la của bạn, cậu cũng chạy tìm nơi ẩn, đạn bay liên tục nhắm vào anh. Cậu da đen gào thét, mẹ kiếp chuyện quái quỷ gì vậy, đạn vẫn không ngừng bay. Ba người bên kia xe giờ chỉ biết tựa vào nhau, giữa nơi trú ẩn không an toàn. Cậu cố ngoi lên xem, bên này đạn liên tục xả nhằm vào chiếc xe. Một tiếng xoảng xuyên qua cậu bạn và kính xe, làm cô bạn tóc ngắn nằm xuống. Cô ngoi đầu dậy, quan sát từ gầm xe, nhìn cậu bạn sửa xe lúc nãy, cô vùng dậy hoảng loạn, la hét thảm thiết. Cô bạn túm cổ khuyên bảo, giờ mà không bình tĩnh, chết cả lũ. Mọi người nên tìm cách thoát ở nơi này, chứ không phải khóc lóc biết chưa. Cô bạn tóc vàng lúc này còn chút hơi thở như muốn nói điều gì. Cậu bạn thấy vậy như một người điên, không giữ được bình tĩnh, dù đang bị thương nhưng tay đấm vào xe liên tục. Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ, mẹ kiếp. Hai cô bạn thấy cậu ta như vậy, lao vào ôm lấy cậu ta. Thôi mà, chuyện đã xảy ra rồi, bình tĩnh lại nào. Sau một hồi khuyên nhủ, giải thích cả ba người mới bình tĩnh lại. Phải có cách gì đó, chúng ta nên xác định mục tiêu rồi tính. Cậu da đen hết chịu đựng, không còn kiên nhẫn nữa rồi. Cậu bạn phải ngồi đó đi, mọi người đang tìm cách. Cả ba trao đổi, phải làm gì đó chứ không thể ngồi đây đếm tối. Nếu muốn sống sót quay trở về, ai có kế sách gì không? Chúng ta phải xác định phương hướng, như vậy sẽ có cách thoát thân. Sau đó cậu bạn lấy điện thoại và gậy tự sướng, mục đích quay lại xác định vị trí bắn ra từ hướng nào. Dù cậu đang bị thương rất nặng vẫn cố gượng dậy quay phía sau, cậu da đen quay lại dõi theo nhóm bạn. Bên này cậu cố đứng dậy, đưa gậy tự sướng lên cao, ai đó xem được chưa? Sao quay không được, cao tí nữa đi. Sau một lúc cố gắng để quay, đang ngắm nghía quan sát, một tiếng bùm, vậy là điện thoại không còn, kế hoạch bất thành, hết cách rồi. Giờ làm gì tiếp theo chứ? Cậu bình tĩnh lại đi, bình tĩnh sao được, mẹ kiếp. Trong lúc nóng vội, cậu liều mình mở cửa lên xe, đạn bay liên tục trong tầm ngắm. Bây giờ một bạn quay, một bạn tạo hình nộm nhằm đánh lạc hướng. Để tôi lên xe, cậu đang cố gắng lấy chìa khóa trong túi quần, từ từ mở cửa xe, kế hoạch bắt đầu nào. Máy quay có vẻ xác định được mục tiêu, hình nộm trong tầm ngắm của tên thiện xạ. Trong lúc hình nộm bị bắn, cậu liền lao lên xe, cô bạn cố gắng rung lắc hình nộm nhằm tập trung phương hướng. Bên này cậu bạn cố gắng vặn chìa khóa, cậu cố vặn nhưng không sao mở được. Hình nộm lúc này đạn bắn liên tục, cô bạn không giữ được hình nộm đó, xe không khởi động được, đạn bay tứ tung, kính chiếu hậu cũng bể nát. Một lúc ổn định, cả ba xem lại camera điện thoại xem quay được gì không. Trong quá trình dõi theo camera tua đi tua lại, cuối cùng xác định mục tiêu ở trên cây bắn ra. Liệu nhóm bạn có thể thoát khỏi tên thiện xạ này không? Mọi người bàn bạc, hai cô bạn đẩy chiếc xe. Lúc chiếc xe di chuyển, cậu ấy leo lên xe khởi động máy, như vậy có thể chạy thoát được. 1, 2, 3 đẩy nào, cậu đợi chiếc xe di chuyển. Lúc này cậu nhanh tay mở cửa lao lên xe, chưa kịp khởi động xe, bên kia tên xạ thủ dõi theo từng cử chỉ ngắm bắn làm cậu bạn bay ra ngoài trong cơn đau đớn tột cùng. Trong khi đó hai bạn gái lấy hết sức cố gắng di chuyển xe, từng bước một, bất ngờ bạn béo trượt tay, chiếc xe hãm lại, một mình bạn kia không trụ nổi. Cô vẫn rất kiên cường, nhưng không thể khác hơn, chiếc xe chuột dốc, chạy ngược lại, bánh xe lăn qua đầu cậu bạn chết trước đó, một cảnh tượng kinh hoàng. Cậu bạn dù chấn thương nặng, vẫn cố gắng bám theo chiếc xe, phụ một tay cùng bạn nữ kia.
chiếc xe xa khuất, cô bạn tóc ngắn, một mình trơ trọi cô kêu la thảm thiết, chiếc xe vẫn quay đều, mặc dù mọi cố gắng đều không thể, chiếc xe bất ngờ rụng bánh, lúc này xe mới dùng lại hẳn. Chạy qua đây nhanh đi, anh bạn da đen thấy vậy liều mình cố chạy đến bọn bạn, nhưng không thoát khỏi tay súng kia, em béo cuối cùng tìm được bến đỗ, súng gì lợi hại vậy các bạn nhỉ, hãy bình luận cho mình biết với nhé. Tên này đạn vẫn lên nòng, tư thế ngắm bắn kiểu này ai qua đây chắc không thoát nổi, luôn luôn trong tư thế sẵn sàng công kích, cậu da đen cố vùng dậy, đi được nửa bước ăn đạn ngay, thế là xong đôi chân, thế còn cố gắng lê bước, hai cô bạn thấy vậy không khỏi chua xót. Cậu da đen cố gắng nén đau, lấy cái nịt buộc chân lại, cậu nghe tôi nói gì không? Bình tĩnh lại đi, không được manh động, nói gì thì nói chứ phải thắt cái chân lại đã chứ, kiểu gì cũng toi mà. Bên này em béo vẫn chưa hoàn hồn, hai tay bịt lỗ tai, cậu bạn kế đó được cô bạn chăm sóc, cơ thể cậu toàn là máu, cánh tay be bét, cô bạn đang tìm cách xử lý vết thương, ôi kinh quá, cô dùng bật lửa châm vào chiếc búa, lúc này em béo giữ chặt vai cậu, tư thế chuẩn bị, hít một hơi thật sâu vào đi, cô bạn chuẩn bị dí vào vết thương, công dụng sát khuẩn, giảm đau, dù cậu ngậm cái áo trên miệng cũng không chịu nỗi con đau này, khi chiếc búa nung nóng da thịt đến mức bốc khói. Cố lên đi, đây là cách duy nhất. Một lúc sau, vẻ thất thần lộ rõ trên khuôn mặt của mỗi người, thời tiết hiện tại rất nóng, mọi người cần bổ sung năng lượng, cậu quan sát trên xe, thấy một chai nước, vì cậu bị thương nặng nên mỗi người mỗi tay, bạn béo có nhiệm vụ mở cửa, bạn gầy mai phục lấy búa khều chai nước, rất may một lúc khều khào cũng lấy được, mỗi bạn chia nhau uống một ít chống cơn khát. Khi đưa chai nước cho bạn đen, cậu cố gắng ngóc đầu dậy, làm tí nước, chưa kịp uống, đạn bay xuyên qua tay, cơn đau đớn một lần nữa, làm cậu gào thét, đến mức động vật nơi này cũng nghe thấy, bên kia bụi cây, tên sát thủ cũng học theo làm tí nước cho mát giữa mùa hè oi ả. Vẻ mặt thiếu sức sống lộ rõ trên hai khuôn mặt, hai xác chết lúc này làm mồi cho những chú chim khát máu, ăn thịt người, thấy vậy cậu bạn lấy đá ném, nghe tiếng động đàn chim bay đi, mới vui vẻ đó mà giờ đây mỗi người mỗi nơi, hai cô bạn xem lại hình ảnh trên điện thoại của bạn tóc vàng lúc nãy mới chụp, mà thương xót quá, cậu bạn đứng dậy, cậu tính làm gì vậy, cậu ta vẫn lặng lẽ từ từ bước đi, mặc cho hai cô bạn ngăn cản lại, cậu từng bước tiến lại cô người yêu lấy áo che mặt lại, khỏi đàn chim móc mắt. Cậu ngồi lại với người yêu một lúc và không quên hôn lên trán, gửi trọn tình yêu, hai tay nhuộm máu đan xen nhau. Bên này cậu đen nghe tiếng động, cậu ngước nhìn đằng sau, hình như là động vật nhưng chưa thấy loài gì, cậu cố nói và ra tín hiệu cho bọn bạn biết. Cô bạn đã nghe được, cũng ra hiệu cho cậu bạn đầu kia, cậu quay qua nhìn xung quanh, lúc này con sói đã tiến gần hơn, nó đến đó kìa, con sói đã đến, cậu đen với tay như ra hiệu cho con sói hiểu điều gì đó, chó sói tiến lại chỉ ngửi, biết cậu đen còn sống, hoặc biết nơi này là cõi chết, nên không ăn thịt cậu đen, hai cô bạn lúc này chỉ biết đưa tay cho có, chứ trong hoàn cảnh này không làm gì khác hơn. Cậu bạn từ từ tiến lại bên nhóm bạn, đang đứng như chết, ngơ ngơ ngáo ngáo, cậu thấy một chiếc xe sắp qua lãnh thổ này, cậu cố đưa tay lên nhằm ra tín hiệu xấu, cậu tiến lại vẫy tay, tự nhiên đạn bay qua chân cậu, nghe tiếng súng, con sói cũng kịp bỏ chạy, bên kia nòng súng tên thiện xả đang ngắm thẳng vào cậu ta, bất ngờ cậu giật một cái, chắc đã dính đạn rồi đó, cậu từ từ nằm xuống, lại một người nữa đã ra đi. Còn lại ba mạng, hai cô bạn đang dõi theo chiếc xe chạy về hướng mình. Trong lúc đợi chiếc xe tiến lại gần hơn để ra tín hiệu, cô vợ trong xe vỗ vai chồng muốn báo cho chồng có biết tình huống trước mặt. Chuyện gì thế em yêu? Bỗng nghe cái bùm, thế là thêm một mạng, máu bay tung tóe khớp xe, làm đứa con tỉnh ngủ, cô bé chưa biết chuyện gì xảy ra. Khi thấy máu văng khắp người, cô bé la hét lên, cô vợ đang bị thương rất nặng, lái xe trao đảo đứa con thì kêu gào. Sự việc quá bất ngờ không làm chủ được, cô tông vào chiếc xe phía trước, chiếc xe đang lật, cô con gái bay ra từ cửa sau, chiếc xe lăn lộn nhiều vòng, một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, cô vợ vẫn còn sống cố lết quanh chiếc xe tìm con gái, hai cô bạn la ó, thông báo tình hình nơi đây, cô vợ cơ thể nhuộm máu lê lết quan sát nhìn xem cô con gái, giờ ở đâu, tên sát thủ luôn theo sát chiếc xe, sau một hồi gồng mình cô cũng thấy được cô con gái, người mẹ cố đưa tay lên vẫy gọi, con ơi, con có làm sao không, lúc đó cô vợ gục xuống vì dính đạn, này, có nghe tôi nói gì không, làm ơn có nghe không. Cô vợ bây giờ chỉ tập trung về đứa con gái bé bỏng. Con ơi, nghe mẹ nói gì không? Tên sát thủ làm phát nữa, người mẹ vẫn bất khuất gượng dậy tiếp tục lê bước nhưng không. Con ơi, người mẹ gọi con trong vô vọng, đúng là một thảm kịch, đạn đã xuyên qua ngực, người mẹ đã cố gắng tất cả. Người chồng lúc này mới mò ra, dù hai cô bạn đang gào thét ám hiệu, ông chồng lê lết cũng đến kịp kéo xác vợ. Trong sự đau đớn tuyệt vọng không thể diễn tả hết nỗi đau này, ông chồng đứng trước sự sống mong manh, cũng cố gắng kéo vợ, chuyện quái quỷ gì vậy, tôi không nghe rõ. Giữa cô bạn và ông chồng đang cố gắng liên lạc, nhưng không hiểu mọi chuyện xảy ra, mặc dù cô bạn gào thét cố gắng để ông chồng ngộ ra vấn đề, bên kia tên sát thủ đang theo dõi diễn biến sự việc, và đang tìm kiếm sơ hở để tiêu diệt ông chồng. Lúc này chiếc xe dĩ xăng ra ngoài, khi lọt vào tầm ngắm trước đó sát thủ xả đạn chiếc xe bốc cháy, một tiếng nổ vang dội giữa thung lũng, ngọn lửa bốc cháy, ông chồng như một con thiêu thân, không lối thoát, chạy hoảng loạn trong cơn giằng xé, một lúc sau ông quằn quại và gục xuống. Thế là ra đi thêm một mạng nữa, hai cô bạn nhìn từ xa trong bất lực, cô con gái giờ mới tỉnh, chắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình cô bé. Thật đáng sợ khi cô biết bố mẹ cô đã ra đi mãi mãi, cô bé từ từ ngóc đầu dậy thế là xong, một phát chơ mấy, tội nghiệp đứa bé vô tội, thế là thêm một mạng nữa sao? Cô bạn nhìn trong khung cảnh heo hút, hoang tàn, đến tối, tay sát thủ vẫn không tha, bây giờ mục tiêu của hắn là hai cô bạn, biết thế hai cô lấy dụng cụ nhằm chọc thủng chiếc lốp nhằm tránh sự soi xét trong tầm ngắm của tên thiện xạ, mục đích cho phương án sắp tới,
cả hai cô bạn đang tất bật cào xé chiếc lốp. Sau khi cắt những miếng lốp ra thành nhiều phần, cô bạn đang cố nhoi lên, bên kia sát thủ máu lạnh đang dõi theo từng cử động. Hai cô bạn giờ đã sẵn sàng phương án mới. Khi mở xe, cô vội dùng rạch chiếc ghế rồi bỏ những miếng lốp xe vào. Cô bạn béo đang tìm các vật liệu đốt cháy. Khi ra cốp xe, cô lấy thùng đá, rất may sót lại hai chai Lavi. Từ chiều đến giờ chưa có gì vào bụng nên hai cô làm một tour là xong. Cậu tưới xăng lên xe đi, để tớ tranh thủ bịt cái mặt lại nhanh đi. Cô vội vàng đổ những chai xăng vào ghế xe. Cô bạn còn lại châm lửa vào tờ báo liền vứt lên xe. Lúc này ngọn lửa đã bốc khói nghi ngút. Hóa ra hai cô bịt mặt để tránh khói từ các miếng lốp xe. Tên sát thủ đang cố gắng theo dõi bất ngờ xả đạn. Hai cô bạn ngồi nghe súng nổ đạn bay xuyên qua xe mà dùng mình. Tên sát thủ dõi theo những chỉ thấy ngọn lửa bừng sáng trong đêm. Tên này vẫn xả đạn không ngớt. Lúc này một chiếc xe từ xa đang tiến lại, hóa ra là các chú cảnh sát. Đồng chí này đang báo cáo về trụ sở về tình hình ở đây. Trên xe kèm hai đồng chí bắn tỉa. Chắc nơi đây có nhiều cái chết bí ẩn nên cảnh sát mới đến nơi này do thám. Nói dài dòng quá đưa đây. Thôi xong, tên sát thủ thấy mục tiêu một phát xuyên não. Quá nhanh và nguy hiểm. Đồng chí này từ từ ngoảnh mặt sang, cái tay run rẩy và gục xuống vô lăng. Bất ngờ chiếc xe tăng ga làm một đồng chí phía sau văng ra khỏi xe. Chưa kịp đứng dậy một ngắm bắn, một tiếng bùm, thế là xong. Hai cô bạn thấy cảnh trước mắt không dám la lên. Xe cảnh sát vẫn đang trên đà không phanh. Cậu ngồi đây nhé, không được chạy đi đâu. Để tớ ra xem tình hình. Cô bạn chạy một mạch trong làn khói. Sau một hồi chạy, cô đứng lại quan sát. Cô bạn tiếp tục chạy. Ôi thôi rồi Lượng ơi, cô bạn phía bên xe nhìn chết khiếp. Xe cảnh sát đang loạn choạng, vẫn là trong tầm ngắm của tên sát thủ. Xe cảnh sát lúc này đã dừng lại. Cô bạn còn sót lại không cần suy nghĩ chạy một mạch đến xe cảnh sát. Lúc này cảnh sát mở cửa xe, kéo xác đồng chí lúc nãy xuống xe. Bé sao không? Dạ không sao. Hai đồng chí ám hiệu với nhau chuẩn bị chiến đấu. Nào chuẩn bị ngắm bắn. Hai đồng chí bắn trong vô vọng. Sau khi lên đạn chuẩn bị bắn tiếp, cô bạn ngồi run rẩy dõi theo đồng chí cảnh sát. Chưa kịp can ngăn, đồng chí đứng lên ngắm bắn. Cô bạn đứng dậy kéo tay. Nguy hiểm lắm. Không sao đâu, mặc chú. Mỗi hành động của hai đồng chí đang nằm trong tầm ngắm của tên sát thủ máu lạnh. Phía cảnh sát ngắm bắn cho có. Trong khi đó, chỉ cần bóp cò hạ gục đồng chí sau xe, thêm phát vẫn không sao. Ôi không, phát này tiêu luôn, thế là thêm một mạng nữa các bạn à. Thấy tình hình không ổn, đồng chí còn lại ra sau xe lấy súng. Bây giờ chơi khô máu luôn, thừa thắng xông lên. Cô bạn thấy vậy không biết nói gì luôn. Đồng chí này hung hăng, khệnh khạng coi mạng sống như cỏ rác. Ôi thôi chưa kịp hành động đã về với ông bà. Không biết mấy phát mà tan xương nát thịt, bây giờ còn lại một mình cô em, còn ta với nồng nàn. Cô ngồi run bần bật, kiểu gì cũng chết. Cô bạn vội lên xe, đóng cửa cái rầm, vứt khăn che mặt, tay cầm vô lăng, chân đạp lút ga, phi như con thiêu thân, khuôn mặt giận dữ. Làn cuối cô liều mạng, chơi tất tay với tên máu chó kia một phen luôn. Súng đạn gì giờ này nữa, không còn gì để mất, kiểu gì cũng chơi khô máu. Chiếc xe tăng tốc 200 km/h đâm vào cây, tên xúc vật này trên cao rơi xuống, nhưng vướng vào sợi dây. Cô bay ra ngoài vẻ mặt phẫn nộ, tên súc vật đang cố khơ dây, lúc này cô cảm thấy sợ hãi. Khi nhìn xung quanh cô thấy súng của tên súc vật, cô lăn lê bò trườn. Khi tên súc vật vừa rơi xuống, cũng là lúc súng đã trên tay cô. Hai bên đối kháng, cô vẫn run sợ, tên này từ từ nhảy xuống. Thôi xong, cô chưa bao giờ sử dụng súng ống, không thể lên đạn được làm sao đây các bạn. Cô loay hoay đủ kiểu vẫn không sao lên đạn, may quá cuối cùng. Phố đã lên đèn, à quên, súng đã lên nòng một. Ui chà, tên này vẫn không sao đi đứng bình thường. Cô đang cố gắng lên đạn phát tiếp theo, bùng một phát vào chân. Mày hà bưởi bố nhịn mày lâu lắm rồi. Thêm một phát vào tim, lúc này hắn ta mới chịu khuất phục. Cô tiếp tục lên nòng, vẽ mặt hoang dại. Má mày chứ, tên này sống dai thật, bắn thế mà vẫn đứng dậy được. Nã thêm phát nữa, thế là tiễn hắn ta lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Cô bạn run rẩy, sợ hãi từng bước tiếp lại. Ấy vậy mà tên này vẫn nhúc nhích, tay lại cầm dao nữa chứ. Cô tiến lại tí nữa rút bay con dao, tên này vẫn còn thoi thóp thở ra máu. Khuôn mặt kinh dị quá mức của cô như muốn nuốt sống tên súc vật này. Cô tính làm thêm phát nữa, nhưng đạn không thể lên nòng. Chơi đầu này không được, ta chơi đầu kia cho máu. Bố nhịn tự lâu lắm rồi, chết gì, chết đi, tên khốn. Sau những cú đập liên hồi cán súng cũng sức mẻ, huống chi là cái mặt chắc nát như tương. Lúc này cô nhớ lại những người bạn mới đó mà giờ không còn một ai. Máu cô dồn đến não rồi. Cô ra chiều cuối, ôi thôi xong em, tiếc thay lúc nãy súng cô đã lên nòng. Cú đập cuối cùng làm cho có súng bắn vào cổ. Cuối cùng không một ai sống sót ở nơi này. Bộ phim đã đến hồi kết, tên phim mình để dưới phần mô tả. Các bạn lên Google tìm kiếm. Hãy ủng hộ kênh bằng những lượt like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye.